Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Philippe Chaudier muốn tuyển Việt Nam kiểm soát bóng tốt và khẳng định triết lý mới là chìa khóa để dự World Cup. Cụ thể thì chia sẻ với truyền thông Trung Quốc, huấn luyện viên Philippe Chaudier cho biết: "Tôi nói rõ điều quan trọng của chuyến đi đến Trung Quốc và Hàn Quốc không phải là kết quả mà là lối chơi. Các bàn thua trong trận gặp Trung Quốc là lỗi sơ đẳng. Tuy nhiên, chúng ta phải nhìn thấy được là đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 65% và 83% số đường chuyền là tích cực. Đó là chuyền bóng, không phải là đá ngang, đá về vô nghĩa. Ngoài ra thì chúng tôi có 9 cú dứt điểm. Đây là con số nhiều nhất trong các trận đấu kể từ khi tôi nắm đội. Dù phong độ của cả đội không ở mức tốt nhất, nhưng những dữ liệu tôi thu được từ trận đấu đó là rất tiềm năng. Các cầu thủ sẽ tự tin hơn." Còn hồi đầu năm 2022, Việt Nam gặp Trung Quốc tại sân Mỹ Đình thì có thời gian kiểm soát bóng là 42%, 6 lần dứt điểm, 4 cú đi trúng đích. Trung Quốc có thông số lần lượt là 58%, 11 và 5, tức là 11 lần dứt điểm, 5 đi trúng đích. Tuy nhiên thì Việt Nam đã có 3 bàn thắng, Trung Quốc chỉ có 1 bàn danh dự. Những thông số của ông Philippe Chaudier liệu có giá trị hay không khi mà cả trận đấu chỉ có 2 tình huống ăn bàn rõ rệt và không có bàn thắng nào? Ngược lại thì Trung Quốc ghi được 2 bàn và có thêm 3 cơ hội ăn bàn 10-10, trong đó thì có một lần đưa bóng chạm xà ngang. Lấy Nhật Bản ở World Cup 2022 làm ví dụ, họ chỉ có 17% thời gian kiểm soát bóng trước Tây Ban Nha, 6 lần dứt điểm nhưng ghi 2 bàn. Tây Ban Nha có lần lượt là 83% thời lượng kiểm soát bóng, 12 cú sút nhưng chỉ ghi 1 bàn. Nhật Bản chỉ kiểm soát bóng 26%, sút 12 lần ở trận gặp Đức, trong khi đó đội tuyển Đức có 24 cú sút nhưng thua Trung Quốc 1-2. Ngược lại, Nhật Bản cầm 57%, sút nhiều gấp 3 lần, 13 so với 4 thì lại thua Costa Rica 0-1. Cũng nói thêm về Nhật Bản thì trận hòa Việt Nam 1-1 thuộc vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 là ví dụ điển hình về việc kiểm soát bóng. Nhật Bản có 73%, 24 cú sút nhưng ghi 1 bàn. Họ bất lực trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Việt Nam. Điều đó tương đồng với tình thế của Nhật Bản khi gặp Đức và Tây Ban Nha. Có thể thấy không phải cứ kiểm soát bóng là chìa khóa cho chiến thắng, là con đường để cho các đội bóng vươn lên tầm cao. Nếu đụng đối thủ mạnh thì không thể đá kiểm soát bóng, mà khả năng phòng ngự mới là điều quan trọng. Tuyển Việt Nam ra châu lục thì khó kiểm soát bóng như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Úc hay là Ả Rập Xút. Chúng ta cần làm tốt khả năng phòng ngự, tức là giữ sạch lưới trước khi hy vọng là có bàn thắng. Ngày hôm nay thì chia sẻ trên tờ Dân Trí, chuyên gia người Anh ông Steve Davy, cựu huấn luyện viên đội tuyển nữ Việt Nam, đã đưa ra ý kiến kiểm soát bóng là quan niệm đã lỗi thời và ở cấp độ đội tuyển quốc gia, kết quả mới là trên hết. Tôi nghĩ lựa chọn đương đầu với những đội mạnh thay vì là các đối thủ yếu là một quyết định khôn ngoan trong các trận giao hữu. Thua một đội bóng mạnh vẫn hữu ích hơn là thắng dễ trước đối thủ yếu. Những trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam giúp cho ông Chaudier đẩy nhanh tiến trình sàng lọc lực lượng. Ông ấy sẽ nhận ra cầu thủ nào có thể phát triển đến trình độ cao hơn và quan trọng hơn là cầu thủ nào không thể phát triển nữa. Trước những đối thủ trên cơ với trình độ và đẳng cấp vượt trội, các cầu thủ luôn phải nỗ lực hết sức để theo kịp trận đấu. Thường thì vấn đề sẽ xoay quanh tốc độ, bao gồm là tốc độ xử lý và tốc độ suy nghĩ. Trận đấu giao hữu của tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 thực sự phần nào khiến tôi bất ngờ, bởi trước đây thì tôi dẫn dắt đội tuyển nào cũng chỉ thua Hàn Quốc 5 bàn. Hàn Quốc đã vươn đến đẳng cấp cao và sở hữu một loạt hào thủ đang chinh chiến ở khắp châu Âu. Son Heung-min ở Tottenham, Hoàng Hae-chan ở Wolverhampton, Lee Kang-in ở PSG hay là Kim Min-ji ở Bayern Munich là những gương mặt như vậy. Thế nên đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả. Thực tế cách biệt giữa các cầu thủ chơi bóng tại V-League và Premier League, Bundesliga hay là League One là vô cùng lớn. Về vòng loại World Cup và Asian Cup, những giải đấu sắp diễn ra, tuyển Việt Nam phải nỗ lực cải thiện. Thái Lan hay là Việt Nam nên lấy các giải đấu ở Đông Nam Á làm bàn đạp để hướng đến hai giải đấu lớn ở tầm cỡ châu lục này. Chẳng hạn như tại SEA Games với Việt Nam và Thái Lan nên là giải đấu để tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ lưu U18 hoặc U19 thi đấu cọ sát để tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như là phát triển kỹ năng. Việt Nam và Thái Lan cần xem SEA Games như là sự chuẩn bị cho tầm nhìn World Cup hay là Asian Cup. Vòng loại World Cup 2026 tại châu Á có 8,5 suất. Iran, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ả Rập Xút họ đã chiếm đi 5 suất. Việt Nam sẽ phải tranh đua để có một trong 3,5 suất còn lại. Nhiệm vụ này là vô cùng khó khăn,
phụ thuộc khá nhiều vào kết quả bốc thăm ở các giai đoạn sau. Kiểm soát bóng đang dần trở thành thông số lỗi thời trong bóng đá rồi. Hãy bỏ qua tất cả những triết lý và chiến lược sang một bên đi. Đó chỉ là những câu chữ sáo rỗng tưởng như là thời thượng của thời đại ngày nay. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, số liệu duy nhất và là quan trọng nhất đó là tỷ số và triết lý duy nhất cần là giành chiến thắng trong mỗi trận đấu. Hãy thử hình dung nếu một đội lùi sâu để phòng ngự thì khả năng kiểm soát bóng của đối phương đương nhiên sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại thì nếu dâng cao đội hình và dồn ép, tỷ lệ kiểm soát bóng của đối phương sẽ giảm đi. Tuyển Việt Nam đã thi đấu thành công dưới thời ông Park vì ông ấy rất thực tế. Ông ấy xây dựng đội hình dựa trên hàng phòng ngự vững chãi, lùi sâu và tổ chức các đợt tấn công, phản công một cách chớp nhoáng. Tôi nhớ có một vài chuyên gia đã chỉ trích lối chơi của đội tuyển Việt Nam thời ông Park Sơ là nhàm chán. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại, kết quả thi đấu lại thành công và nâng cao sĩ khí của các cầu thủ. Nếu chơi tấn công trước những đối thủ trên cơ, kết cục chỉ có thua mà thôi, thậm chí là thua đậm. Đó là canh bạc mà ông Chu Jie phải thực hiện và thành quả sẽ phụ thuộc vào chất lượng của cầu thủ. Liệu rằng là các cầu thủ Việt Nam có nên giữ bóng trước Uzbekistan hay đặc biệt là Hàn Quốc hay không? Tại Asian Cup sắp tới, ông Chu Jie sẽ phải càng thực dụng hơn nữa. Từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản, Việt Nam nằm chung bảng với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Ông Chu Jie hiểu rõ đội bóng Đông Á không chỉ xuất sắc về mặt kỹ thuật mà còn sở hữu thể lực sung mãn vượt trội. Tôi nghĩ rất đơn giản thế này. Đội tuyển Việt Nam cứ hạn chế bàn thua cái đã và cố giành lấy vị trí thứ hai. Tóm lại là hãy quên những thông số thống kê đi, mấu chốt là chất lượng của cầu thủ. Nếu bạn có một tiền đạo như là Harry Kane, bạn sẽ có nhiều bàn thắng. Nếu bạn có một thủ môn như là Thibaut Courtois thì bạn sẽ nhận ít bàn thua. Trong trận đấu bóng đá, trước nhất là cầu thủ thì sau mới đến là chiến thuật. Và thêm vào đó, nền tảng thể chất để có thể thi đấu suốt 90 phút với cường độ cao. Như tôi đã đề cập, vấn đề không phải là lối chơi nào, phòng ngự là phòng ngự. Bạn đảm bảo được quân số trên mặt trận phòng ngự và được tổ chức chặt chẽ thì bạn nhận ít bàn thua. Ngoài ra thì những yếu tố then chốt như là sự tự tin và tập trung cao độ thì cũng là cực kỳ quan trọng. Các hậu vệ không phải lúc nào cũng canh chừng trái bóng mà phải cản phá các quả tạt hay là những đường chuyền đưa bóng đến vòng cấm. Trong khi nhiệm vụ của tuyến phòng ngự ở phía trên là ngăn chặn làm sao cho đối phương không thể đưa được bóng vào vòng cấm. Hầu hết bàn thắng xuất hiện trong vòng 16m50, thế nên đối phương càng có ít cơ hội trong vòng cấm thì bạn càng tăng khả năng giữ sạch lưới. Trong khi đó thì cựu trợ lý của huấn luyện viên Panzer là huấn luyện viên BG Won cho rằng là bài học từ ông Robson là rất giá trị cho tuyển Việt Nam. Màn trình diễn của Việt Nam trước Trung Quốc và đặc biệt là Uzbekistan rất thiếu chất lượng lẫn ý tưởng thực hiện các mảng miếng phối hợp. Dù đội tuyển Việt Nam có kiểm soát bóng nhiều đến đâu, nếu cứ chuyền bóng quanh quẩn ở bên phần sân nhà và thiếu trình tự triển khai bóng tấn công hiệu quả vào khu vực phòng ngự của đối phương thì mọi thứ đều là vô nghĩa. Chẳng hạn như là trận đấu với Trung Quốc, tuyển Việt Nam vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng, tức là 63%, và thực hiện số đường chuyền gần gấp đôi so với đối phương, 603 so với 346, nhưng tỷ lệ chuyền bóng chính xác của hai đội là tương đương. Điều đó cho thấy là các đường chuyền của tuyển Việt Nam là mang tính rủi ro là cao hơn. Thực tế thì nhiều tình huống để mất bóng ngay ở phần sân nhà. Trong bàn thua thứ hai ở trận đấu gặp Trung Quốc và bàn thua thứ nhất ở trận gặp Uzbekistan đều thể hiện tính thiếu tổ chức của hàng phòng ngự và sự mất tập trung của các hậu vệ. Huấn luyện viên Bobby Robson, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh từ giai đoạn 1982 cho đến 1990, từng nói rằng phòng ngự và tấn công có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi đảm bảo được sự ổn định trong khâu phòng ngự thì khả năng tấn công sẽ tăng lên. Quan niệm cũ của bóng đá Anh ở thập niên 1990 từng tách biệt rõ khâu phòng ngự và khâu tấn công. Đại loại là số lượng cầu thủ tấn công càng nhiều thì cơ hội ghi bàn là càng cao. Ngược lại thì số lượng cầu thủ phòng ngự càng đông thì khả năng ngăn chặn đối phương tấn công là càng hiệu quả. Ông Robson đã thoát ra khỏi tư duy truyền thống đó bằng cách là bố trí số lượng cầu thủ phòng ngự ở khu trung tuyến đông đảo hơn. Nhờ vậy mà hàng thủ của đội tuyển Anh đã trở nên chắc chắn hơn, trong khi các tiền vệ và hậu vệ biên tham gia vào tấn công lại hiệu quả hơn. Và kết quả là đội bóng này lọt đến bán kết của World Cup 1990. Từ quan niệm cũ kỹ của người Anh và ưu tiên cải thiện sự ổn định trong khâu tổ chức phòng ngự của ông Robson là bài học quý báu cho tuyển Việt Nam thời điểm này. Tổ chức phòng ngự ổn định từ khu trung tuyến không chỉ là gia cố sự chắc chắn mà còn tăng khả năng sát thương lên hàng thủ của đối phương.
Nếu không đảm bảo được sự chắc chắn thì cũng khó có thể đảm bảo được sự hiệu quả trong tấn công. Và đó cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa tuyển Việt Nam hiện tại và tuyển Việt Nam thời đỉnh cao của ông Park Hang-seo. Trận thua 0-6 trước Hàn Quốc là kết quả tệ hại của tuyển Việt Nam. Nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy thất vọng với trận đấu này. Dù sao đi nữa, Việt Nam vẫn có nhiều việc phải làm để tổ chức lại lực lượng, cải tổ kế hoạch thi đấu cũng như là cách sử dụng chiến thuật. Tất cả các cầu thủ đều không tự tin vì sai lầm từ chiến thuật. Tại sao ông Chu Jie lại đặt Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo? Đáng chú ý là chúng ta có thể chấp nhận đội tuyển Hàn Quốc quá mạnh và có những pha phối hợp xuất sắc. Tôi nghĩ Việt Nam cần tổ chức lại lối chơi. Triết lý bóng đá hiện tại là quá khác biệt so với thời ông Park Hang-seo. Các bạn thân mến, như vậy thì phải chăng là triết lý của ông Chu Jie là không phải là tương lai của bóng đá Việt Nam? Triết lý của ông Chu Jie không thể là tương lai của bóng đá Việt Nam là vì đâu? Đó chỉ là cách chơi của đội tuyển thời ông Philippe Chu Jie, tức là lúc cả hai chia tay thì có một huấn luyện viên khác đến sẽ có cách chơi khác hoặc là tương đồng. Giả sử như ông Philippe Chu Jie không làm tốt và VFF sa thải thì tuyển Việt Nam sẽ chọn một huấn luyện viên có triết lý khác. Đúng hơn là Việt Nam thời ông Park Hang-seo có triết lý chơi bóng là phòng ngự phản công. Thời ông Philippe Chu Jie thì chọn triết lý kiểm soát bóng. Người kế tiếp sẽ mang đến một triết lý tương đồng như ông Chu Jie hoặc là quay trở về như thời ông Park, đó là phòng ngự phản công. Bóng đá Việt Nam đến hiện tại có thể khẳng định là không có triết lý nào cả. Chúng ta có thể nhìn vào bóng đá Đức, họ từng chọn lối chơi thực dụng rồi chuyển sang bóng đá tấn công. Tuy nhiên thì cả hệ thống bóng đá Đức, các huấn luyện viên Đức cũng theo đuổi xu hướng bóng đá đẹp. Ông Chu Jie hay phàn nàn là bóng đá Việt Nam từ trình độ cầu thủ cho đến sân chơi chuyên nghiệp. Nhưng liệu ông Chu Jie có làm theo xu hướng của bóng đá chuyên nghiệp? Câu trả lời là chưa đúng. Ông Philippe Chu Jie vẫn lặp lại câu chuyện cũ của ông Park Hang-seo về cách dùng các cầu thủ theo xu hướng ngược với thế giới. Thời ông Park thì nhiều cầu thủ phục vụ cho đội tuyển U23 để tranh huy chương vàng tại SEA Games. Đó là câu chuyện chưa hợp lý. Chuyện đưa tuyển thủ đi đá cấp độ trẻ hiếm xảy ra ở các nền bóng đá khác. Ông Chu Jie cũng đang dùng nhiều cầu thủ trẻ lên đội tuyển và phục vụ ngược lại cho cấp độ U. Khuất Văn Khang đang ở trong mớ bòng bong ở đội tuyển rồi xuống U20, U22 rồi U23. Từ sân chơi Đông Nam Á đến sân chơi châu Á, đó là trường hợp điển hình. Câu chuyện này nhìn thẳng vào vấn đề thì được gọi là bệnh thành tích. Nói tóm lại là triết lý bóng đá của một nền bóng đá không do một mình huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia quyết định. Triết lý của ông Chu Jie là cách chơi dành cho đội tuyển Việt Nam ngay thời điểm này. Còn tương lai thì chúng ta vẫn thay đổi nếu có một huấn luyện viên mới, trừ khi bóng đá Việt Nam định hình được triết lý và việc chọn huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia cũng dựa theo triết lý đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.